Xin chào cô chú anh chị. Đầu video xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một bất động sản mặt tiền đường Vành Đai Trong thuộc phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân đang có nhu cầu bán. Bất động sản này với diện tích ngang 8, chiều dài là 25, diện tích công nhận là 200m², hiện trạng cấp 4, đang cho tiệm sửa xe thuê, tiện xây dựng mới theo nhu cầu để khai thác. Về pháp lý thì giấy tờ cá nhân đứng tên tài sản, sẵn sàng công chứng mua bán giao dịch. Giá chủ đang chào bán tại thời điểm tháng 8 năm 2023 là 38 tỷ còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản. Cô chú anh chị quan tâm về bất động sản này thì có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại 078 75 72158. Số điện thoại có Zalo và Viber để em tiện gửi giấy tờ cũng như là trao đổi chi tiết thêm về bất động sản này đến cô chú anh chị. Rất cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bất động sản kế tiếp. Xin chào.